Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Vui TV. Và cái việc mà chúng ta bị mất iPhone là một cái việc mà không ai mong muốn cả. Và thực ra thì mình cũng đã chia sẻ rất là nhiều cách để giúp cho các bạn có thể vượt qua cái khoảng thời gian này, cũng như là maybe là chúng ta có thể lấy lại được máy. Và cái điều quan trọng nhất đó chính là chúng ta giữ lại được những cái dữ liệu của bạn. Tuy nhiên thì chúng ta càng có nhiều cách khắc phục thì cái bọn trộm nó cũng sẽ có nhiều cách để mà yêu cầu các bạn phải nhập iCloud hay là làm mọi thứ để cái chiếc máy đó thuộc về chúng một cách an toàn. Và chính vì vậy video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho bạn một cái thủ đoạn nữa của bọn cướp, và bọn nó sẽ dùng cái này, nó hơi cao cấp hơn một tí, và mình nghĩ là với cái video này thì các bạn sẽ biết được một cách rõ ràng hơn, và chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp nhé. Và ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái bài báo mà mình đọc được ở trên zing.vn. Đó chính là một cái chiêu trò mở khóa mới ở trên iPhone. Thì đầu tiên á, đại loại cái câu chuyện này là có một anh đã bị mất iPhone từ vào tháng 5. Và cái anh này đã rất là cẩn thận khi mà anh ấy đã tắt cái control center ở ngoài màn hình, và đi kèm vào đó là sử dụng eSIM. Chính vì vậy cái thủ phạm mà lấy cắp cái chiếc iPhone này, hắn không có cách nào để mà có thể bật nguồn lên và tháo SIM vứt đi hay là tắt cái kết nối của chúng ta cả. Chính vì vậy bọn chúng sẽ phải luôn luôn tắt nguồn, và cái chủ của chiếc iPhone này đã làm rất là kỹ. Và bây giờ thì mình cũng sẽ chia sẻ với bạn cách để chúng ta có thể tắt được cái control center này nhé. Và ở đây thì mình cũng có chuẩn bị một con iPhone để mình có thể chia sẻ với bạn một cách nó kỹ càng hơn. Thì sau khi các bạn đã truy cập vào phần cài đặt rồi thì các bạn sẽ truy cập tiếp cho mình một cái phần nữa. Đó chính là ở đây cái phần Face ID và mật mã. Đây các bạn nhập passcode của mình vào. Và sau đó các bạn tìm xuống bên dưới sẽ có cái mục đó chính là trung tâm điều khiển, thì bạn sẽ tắt nó đi. Và sau khi đã tắt xong thì cái kẻ trộm á, họ sẽ không thể nào mà có thể tắt được cái control center của bạn nếu như nằm ở ngoài màn hình khóa này cả. Ok, cái này do mình mở rồi nhá. Và sau khi đã tắt tất cả control center rồi là dùng eSIM, và cái kẻ trộm này họ không thể nào họ mở máy các bạn lên được, tại vì mở lên thì sẽ trúng định vị của chúng ta bằng Find My iPhone đó. Chính vì vậy họ sẽ sử dụng thêm một cái thủ đoạn nữa mà chúng ta thấy rất là quen thuộc luôn, đó chính là sẽ gửi tất cả những cái thông tin, rồi là gửi một số những cái yêu cầu và kêu bạn là phải click vào cái đường link này để nhập iCloud và tiến hành tìm cái vị trí của chiếc iPhone. Và đây là một cái thủ đoạn và rất là quen thuộc, và mình cũng đã cảnh báo cho bạn rồi, và tốt nhất thì chúng ta sẽ không nhập vào những cái đường link này. Và đi kèm vào nó thì các bạn hãy chụp màn hình lại những cái hình ảnh này để tí nữa chúng ta sẽ xử lý cái bước tiếp theo. Và sau khi mà đã thực hiện được hai cái công đoạn trên và họ không có cách nào dụ được anh này, thì họ thực hiện tiếp một bước nữa, đó chính là phát cái hóa đơn giả để yêu cầu Apple mở khóa iCloud dành cho họ. Thì ở đây á, thì mình cũng đã chia sẻ cho bạn một cái clip về việc đó chính là họ đã phát được những cái hóa đơn để dụ các bạn mua được những cái sản phẩm mà họ cho là hàng chính hãng rồi, nằm ở bên tay phải như thế này, các bạn có thể click vào bên tay trái của mình rồi. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì họ lại làm theo một cái cách mới hơn, đó chính là họ sẽ phát cái hóa đơn này và yêu cầu mở khóa iCloud. Và cái trường hợp này thì chúng ta sẽ làm gì bây giờ? Rồi, đầu tiên thì mình cũng đã nói với bạn rất là nhiều lần, chúng ta phải có hóa đơn khi mà các bạn mua hàng. Rồi, và ok, các bạn có thể mua ở đâu cũng được, miễn là có hóa đơn và xuất được hóa đơn đó, có email thì các bạn sẽ qua được cái ải này. Tuy nhiên, sẽ có một cái câu hỏi, đó chính là lỡ như chúng ta bị mất hóa đơn thì sẽ như thế nào? Đối với những bạn mà chúng ta mua những cái loại hàng mua sang tay á, ở trên thị trường, mặc dù có hóa đơn đi nữa nhưng mà các bạn mất rồi thì rất khó để yêu cầu người bán họ cung cấp lại cái hóa đơn cho bạn. Tuy nhiên thì đối với những cái chuỗi cửa hàng như là Cellphone, một hệ thống, một đại lý ủy quyền của Apple, thì khi mà các bạn yêu cầu cấp lại hóa đơn thì Cellphone vẫn sẽ cấp lại cho bạn một cái hóa đơn thông qua email, và đi kèm vào đó thì bạn sẽ yêu cầu họ cấp cho bạn một cái hóa đơn bằng giấy để về chúng ta cất lại cái hóa đơn đó một lần nữa. Và nếu như mà họ thực hiện cái công việc đó thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì các bạn hãy click vào đường link ở bên dưới phần miêu tả của video và truy cập tới cái trang đó chính là support.apple.com. Và ở đây thì mình sẽ có sẵn một cái trang web bằng tiếng Việt. Tuy nhiên thì nếu như những bạn nào mà vẫn ra cái trang web bằng tiếng Anh thì các bạn có thể tích vào cái dòng ở bên dưới với mình ngay chỗ cái chữ Việt Nam ở đây.
Và các bạn sẽ chọn cho mình cái khu vực là châu Á Thái Bình Dương và tiếp tục chọn cái mục đó chính là Việt Nam. Và sau khi đã chọn xong thì các bạn sẽ có cái phần Việt Nam và cái phần tiếng Việt nằm ở đây. Thì các bạn sẽ tích vào cái phần tiếng Việt này để cái trang web này nó đổi thành tiếng Việt và chúng ta sẽ dễ dàng sử dụng hơn. Rồi, và sau đó thì các bạn bị cái sản phẩm nào thì chúng ta sẽ click vào cái sản phẩm đó. Ở đây thì thông thường chúng ta sẽ bị mất iPhone là nhiều nhất. Mình sẽ chọn vào. Ok, và sau khi đã chọn vào xong thì mất iPhone thì nó sẽ liên quan tới Apple ID và iCloud, các bạn sẽ chọn vào luôn. Và chúng ta sẽ chọn vào cái dòng đó chính là email, tin nhắn hoặc là cuộc gọi đáng ngờ. Rồi, gọi chung là lừa đảo đó. Rồi, ở đây thì bạn sẽ chọn cho mình vào mục có. Ok, và sau khi đã chọn xong thì cái option tiếp theo sẽ giúp cho bạn, một là các bạn sẽ đặt lại cái mật khẩu của cái tài khoản Apple ID này. Đây là cái công việc các bạn phải làm ngay lập tức sau khi mà chúng ta bị mất điện thoại. Đây là cái công việc các bạn phải làm ngay lập tức sau khi chúng ta bị mất điện thoại, đó chính là đặt lại cái email và đi kèm vào đó là đặt lại Apple ID. Và đặt như thế nào? Đây, đường link phía bên tay trái mình cũng đã giới thiệu cho bạn rất là nhiều lần rồi. Ok, và ở đây thì sau khi đã đặt lại mật khẩu xong thì chúng ta sẽ chọn vào cái mục đó chính là lên lịch cuộc gọi. Và các bạn sẽ chọn cho mình đó chính là cái khung giờ và cái ngày để các bạn có thể làm việc được với họ. Thì hôm nay đã là thứ bảy rồi, chính vì vậy mình sẽ chỉ chọn được là ngày thứ hai và vào buổi sáng. Đó, các bạn có thể thấy cái khung giờ là họ làm việc là từ 10 giờ 45 và buổi chiều sẽ là từ 12 giờ 45 tới 16 giờ 45. Đó là những cái khung giờ mà họ làm việc. Đây các bạn có thể thấy. Qua thứ ba thì nó sẽ sớm hơn tí là 9 giờ sáng. Thì các bạn sẽ set cho mình một cái giờ mà các bạn muốn. Sau khi đã set xong thì bây giờ các bạn sẽ nhập tên và đi kèm vào đó, đó chính là cái tài khoản iCloud của bạn, và các bạn sẽ chọn tiếp tục. Và đúng cái thời gian đó thì Apple họ sẽ có một cái người gọi là tư vấn viên, họ sẽ liên lạc với bạn và nói chuyện với chúng ta bằng tiếng Việt. Tại vì từ 2016 thì Apple họ đã hỗ trợ cái việc đó chính là phản hồi với họ bằng tiếng Việt rồi, cho nên các bạn hoàn toàn có thể nói chuyện với cái người tư vấn viên đó bằng tiếng Việt một cách hoàn toàn bình thường. Rồi, ok, và sau đó thì nếu như các bạn có cái hóa đơn thì các bạn có thể cung cấp ngay theo cái sự hướng dẫn của người tư vấn viên đó. Và nếu như các bạn đã bị mất hóa đơn rồi thì các bạn có thể quay lại cái bước như mình, đó chính là các bạn sẽ liên hệ lại những cái người bán và chúng ta yêu cầu cấp lại hóa đơn. Và như mình đã nói, đối với cửa hàng của Servonet thì chúng ta sẽ được cấp ngay lập tức và đi kèm vào đó sẽ có một cái thêm một cái file được hỗ trợ qua email để gọi là hóa đơn điện tử, giúp cho các bạn có thể dễ dàng liên hệ với Apple hơn. Đó là cái thủ tục mà chúng ta sẽ phải làm khi mà các bạn mất một cái chiếc iPhone và các bạn bị một cái vấn đề, đó chính là cái người lấy cái chiếc iPhone của bạn họ đã fake một cái hóa đơn và họ yêu cầu Apple phải mở khóa iCloud, thì các bạn sẽ sử dụng cái phương án này của mình. Rồi, vậy thì cái thời gian mà để Apple họ đáp ứng cái công việc này của chúng ta là trong bao lâu? Thì thông thường á, theo như mình tìm hiểu thì cái cuộc gọi thì sẽ được lên lịch rồi, và những cái thủ tục sau đó thì sẽ phụ thuộc vào cái thời điểm mà Apple họ check cái hóa đơn của bạn và check lại với cái chuỗi cửa hàng mà các bạn mua bán cái hóa đơn đó. Thì nó sẽ tốn thời gian khoảng từ 2 cho đến 4 ngày để giúp cho các bạn có thể hoàn thành được cái công việc này. Và nếu như họ xác định đúng là các bạn là chủ của cái chiếc máy và chúng ta có hóa đơn chứng từ một cách rõ ràng, thì Apple họ sẽ khóa vĩnh viễn cái chiếc iPhone đó và cái kẻ trộm không bao giờ mở được cái chiếc iPhone này, tại vì nó đã dính iCloud. Và sẽ chỉ có một cách thôi, đó chính là họ sẽ bán ra chợ trời các thứ và sẽ tiến hành rã máy. Đó sẽ là cái phương án cuối cùng của những cái người mà họ lấy iPhone và sau đó họ bán không được tại vì dính iCloud. Rồi, ok. Và như vậy thì trong video ngày hôm nay mình đã chia sẻ một cái thông tin, một cái bài viết rất là hay về việc đó chính là sẽ có rất là nhiều những cái chiêu trò sau khi ăn cắp iPhone xong và sẽ yêu cầu các bạn mở khóa và chiếm đoạt cái iPhone đó. Và chúng ta cũng đã có rất là nhiều những cái video để phòng hờ những cái trường hợp này rồi, và đây sẽ là một cách nữa để giúp cho các bạn phòng hờ được cái việc này. Ok, rất cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip của mình, và nếu như thấy video này hữu ích đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Điện Thoại Vui TV để ủng hộ bọn mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.